Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự sáng ngày 9 tháng 10 năm 2018. Chương trình của chúng tôi sáng nay gồm những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 31 phụ nữ Việt Nam được cho là nhân viên quan hệ khách hàng trong một chiến dịch có tên Off-Giger. Nhựa PE của Mỹ đến Việt Nam để tránh thuế trả đũa của Trung Quốc. Tòa án Brunei đã tuyên phạt tiền 4 ngư dân Việt Nam vì đánh cá trái phép trong vùng nước của quốc gia này. Trong phần thời sự, chúng tôi sẽ có bài liên quan đến những quy định chết yểu vì bất khả thi của chính phủ Việt Nam. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tờ Malay Mail của Malaysia hôm 6 tháng 10 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 31 phụ nữ Việt Nam được cho là nhân viên quan hệ khách hàng tại một trung tâm giải trí cao cấp ở quận Cheras, Kuala Lumpur hôm 6 tháng 10, trong một chiến dịch có tên Off-Giger. Tờ báo trích lời Cục trưởng Cục Di trú Malaysia ông Seri Mustafa Ali cho biết cuộc bố ráp diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút sáng. Những điều tra ban đầu cho thấy những phụ nữ Việt Nam có độ tuổi từ 20 đến 40 đã vào Malaysia bằng đường du lịch. Những người này có thể kiếm được tiền thưởng từ khách lên đến tương đương 120 đô la một ngày. Thông báo của Cục Di trú Malaysia cho biết những người bị bắt đã không có giấy tờ hợp lệ và đã ở quá hạn. Những người này hiện đang bị giam giữ để điều tra theo luật chống buôn bán người. Trước đó, vào ngày 4 tháng 10, Cục Di trú Malaysia cũng bắt giữ 24 phụ nữ Việt Nam khác do liên quan đến hoạt động mại dâm tại một cơ sở giải trí ở khu vực Putrajaya, Kuala Lumpur. Thưa quý vị, nhiều chuyến tàu chở hạt nhựa PE của Mỹ sẽ đến Việt Nam trong quý tư năm nay để tránh việc Trung Quốc trả đũa, đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Mỹ. Tin này được trang mạng Hiệp hội Chất dẻo Việt Nam loan đi, trích dẫn những nguồn tin từ các nhà buôn hạt nhựa khác nhau. Những lô hàng hạt nhựa này nhập thẳng vào Trung Quốc, chúng sẽ đi qua đường Việt Nam. Một nguồn tin từ chi nhánh thương mại Mitsubishi cho rằng các chuyến hàng như thế sẽ đến từ tháng 10 trở đi. Nhưng số lượng bao nhiêu thì cần chờ đến khi nào cơ quan hải quan Việt Nam công bố mới biết được chính xác. Các nguồn tin của ngành chất dẻo tiếp cận được với các số liệu hải quan cho biết là lượng hạt nhựa nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đã vượt mức trung bình của năm 2017 và sẽ còn tăng lên trong thời gian tới. Trung Quốc đã tuyên bố đánh thuế lên 60 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Mỹ để trả đũa việc Hoa Kỳ áp thuế lên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ. Vào cuối tháng 9 vừa qua, một đoàn đại diện của Liên đoàn xuất khẩu thịt heo và Ủy ban thịt heo quốc gia Mỹ đã có chuyến thăm Việt Nam nhằm quảng bá, tìm cách thúc đẩy tiêu thụ thịt heo Mỹ ở Việt Nam. Tờ Economic Times của Việt Nam trích lời ông Gerald Smith, trưởng phòng nông nghiệp đối ngoại, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam là một trong 15 thị trường nhập khẩu thịt heo nhiều nhất của Mỹ và đứng thứ hai ở khu vực Đông Nam Á. Theo ông Smith, năm 2017, Việt Nam tiêu thụ 1,8 triệu tấn heo, chiếm 57% tổng lượng thịt. Năm 2017, trị giá nhập khẩu các sản phẩm thịt từ Mỹ của Việt Nam là 12 triệu đô, tăng 140% so với năm trước. Ông Smith cho rằng với đà phát triển hiện tại, trong năm 2018, xuất khẩu thịt heo của Mỹ và Việt Nam sẽ còn cao hơn nhiều. Đại diện của Ủy ban Thịt heo Quốc gia Mỹ cho biết trước đây, các nhà chăn nuôi heo tại Mỹ đã nỗ lực nhằm thông qua Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mở cửa thị trường giữa hai nước, nhưng rất tiếc đã bất thành. Vào đầu năm 2016, sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút khỏi Hiệp định TPP. Thưa quý vị, một tòa án ở Brunei hôm 5 tháng 10 đã tuyên phạt tiền 4 ngư dân Việt Nam vì đánh cá trái phép trong vùng nước của quốc gia này. Tờ Borneo Bulletin trích thông báo của tòa án cho biết như vậy hôm 6 tháng 10. Theo quyết định của tòa, thuyền trưởng Nguyễn Dũng, 44 tuổi, bị phạt 10.000 đồng tiền Brunei, tương đương 7.234 đô la, hoặc phải chịu án tù 10 tháng. Ba thuyền viên khác là Trần Thanh, 55 tuổi, Trần Quang Hà, 51 tuổi và Võ Cư, 47 tuổi. Mỗi người bị phạt 1.000 đồng tiền Brunei, tương đương 709 đô la. Nếu những người này không trả được tiền, thì sẽ phải ngồi tù một tháng. Theo tờ Borneo Bulletin, hải quân Brunei đã lên tàu của những ngư dân này hôm 17 tháng 9 và phát hiện những thiết bị đánh bắt cá cùng hải sản mới vừa đánh bắt trên thuyền. Theo Tân Hoa Xã, hồi tháng 5 vừa qua, 37 ngư dân Việt Nam khác cũng bị phía Brunei bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép trong vùng quốc gia của nước này.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng ông cùng với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc quyết tâm thực hiện một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Lời phát biểu của Thủ tướng Nhật được đưa ra trong buổi họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Tokyo vào hôm nay 8 tháng 10. Chuyến đi Nhật của ông Nguyễn Xuân Phúc lần này là để tham gia hội nghị về sông Mekong giữa Nhật Bản và các nước ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng ông cùng với Thủ tướng Abe khẳng định sự cần thiết của hòa bình và an ninh hàng hải ở Biển Đông, cũng như ủng hộ an ninh hàng hải và hàng không ở khu vực này. Tuy nhiên, ông không đề cập đến Trung Quốc, nước luôn chỉ trích chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ và các quốc gia phương Tây trong khu vực. Báo chí Việt Nam nói rằng ông Abe và ông Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến các cơ quan hữu trách của hai bên ký trao đổi 9 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, giáo dục, kinh tế và an ninh. Hội nghị Nhật Bản ASEAN về sông Mekong sẽ diễn ra vào ngày mai 9 tháng 10. Trước đó, vào ngày 4 tháng 10, ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, có nói rằng Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản lúc đó dẫn lời một số quan chức Nhật cho rằng muốn gia tăng sự ảnh hưởng của mình giữa lúc Trung Quốc đã và đang bành trướng thế lực của mình ở dọc lưu vực sông Mekong với tổ chức hợp tác liên thương Mekong mà họ đề xướng. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông gia tăng sau khi tàu chiến Trung Quốc áp sát tàu chiến Mỹ đang thực hiện chiến dịch tự do hàng hải của Hoa Kỳ sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa. Trước đó, Nhật Bản đã cho tàu ngầm và tàu chiến vào Biển Đông tập trận, bị Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích. Thanh tra thành phố Đà Nẵng hôm 6 tháng 10 công bố kết luận thanh tra hai nhà máy thép Đà Na Ý và Đà Na Úc cho thấy có nhiều sai phạm về quản lý môi trường và những quyết định sai của chính quyền. Truyền thông trong nước loan tin này hôm 7 tháng 10. Theo kết luận của thanh tra, trong 10 năm hoạt động, hai nhà máy này đã mắc một loạt sai phạm bao gồm thay đổi một số máy móc, thiết bị nhưng không lập lại điều chỉnh, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường, vi phạm luật bảo vệ môi trường. Cả hai công ty chưa được Sở Tài nguyên Môi trường xác nhận hoàn thành toàn bộ công trình cũng như biện pháp bảo vệ môi trường nhưng đã đưa dự án vào hoạt động từ năm 2008 và 2009. Kết luận của thanh tra cũng cho biết công ty cổ phần thép Đà Na Ý đã không hợp đồng với các công ty môi trường để vận chuyển, xử lý mà chủ yếu tự san lấp mặt bằng, một phần đang lưu giữ tại nhà máy. Theo kết luận của thanh tra, hàng loạt các sai phạm của hai nhà máy là do những quyết định của lãnh đạo thành phố trong việc phê duyệt dự án hai nhà máy, khiến hàng trăm hộ dân quanh khu vực hai nhà máy phải sống trong môi trường ô nhiễm cả nguồn nước và không khí. Cụ thể, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được thực hiện từ năm 2006 và được Sở Tài nguyên Môi trường phê duyệt không có ngành nghề luyện thép. Nhưng cả hai nhà máy này đã được phê duyệt cho sản xuất thép. Người dân thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng từ nhiều tháng nay đã phản đối hoạt động gây ô nhiễm môi trường của hai nhà máy và yêu cầu chính quyền phải di dời hai nhà máy đi chỗ khác. Trước những phản đối gay gắt của người dân, hôm 4 tháng 10, chính quyền Đà Nẵng đã phải ra công văn yêu cầu hai nhà máy thép phải chấm dứt các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có những công văn thông báo chủ trương không để hai nhà máy thép hoạt động tại địa phương, hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân gần hai nhà máy. Thưa quý vị, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình sáng thứ Hai ngày 8 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến đại án AVG và nhấn mạnh việc xử lý ông Nguyễn Bắc Son chỉ mới là kỷ luật đảng. Theo truyền thông trong nước đưa tin, ngoài ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Phú Trọng còn nhắc đến ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Đà Nẵng, và cho biết phải có kỷ luật tương ứng về hành chính. Nếu cần xem xét về hình sự thì lại đưa ra xử lý hình sự, như vụ án Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh trước đây. Vào ngày 4 tháng 10 vừa qua tại Hội nghị Trung ương 8, khóa 12 diễn ra tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét quyết định kỷ luật cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Bắc Son. Ông Son bị xem xét kỷ luật do các vi phạm trong dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước. Tại Hội nghị Trung ương 8, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng. Ông Trần Văn Minh bị kết luận là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về phòng chống tham nhũng lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, về quản lý sử dụng tài sản công, gây thất thoát và lãng phí lớn cho ngân sách. Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết việc xử lý án tham nhũng, vấn đề kê khai tài sản của cán bộ là nội dung trọng điểm của kỳ tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2018. Thêm vào đó, Tổng Bí thư khẳng định, thời gian vừa qua đã khắc phục được nhiều tình trạng án chậm,
muộn, đưa vụ nào ra là làm đến nơi đến chốn, và đặc biệt việc xử lý cán bộ rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn. Với tin tức và thời sự cập nhật hàng ngày nhằm cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, chương trình truyền hình tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do tường trình các diễn biến thời sự liên quan đến Việt Nam. Phương châm của chúng tôi là không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình RFA được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ Ba tới thứ Bảy và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ Hai tới thứ Sáu trên mạng xã hội Facebook và trên YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự hôm nay thưa quý vị, truyền thông trong nước vào hôm 1 tháng 10 có đưa tin trích dẫn đề xuất của Bộ Thông tin Truyền thông về việc hủy yêu cầu chủ thuê bao phải nộp ảnh chân dung. Trong khi đó, trước đây chưa đầy 6 tháng, hàng triệu chủ thuê bao đã phải tất tả ngược xuôi đi chụp ảnh bổ sung để SIM điện thoại của họ không bị khóa. Thực tế này khiến nhiều người dân bất bình. Trao đổi với truyền thông trong nước, cơ quan soạn thảo của Bộ Thông tin Truyền thông giải thích rằng việc chụp bổ sung ảnh trên thực tế không mang lại ý nghĩa trong công tác quản lý mà chính bộ này đã nhắc đến trước đó. Do vậy, nếu tiếp tục yêu cầu các chủ thuê bao, đặc biệt là những người có thông tin đầy đủ và chính xác như thuê bao trả sau, sẽ tiếp tục gây phản ứng từ phía dư luận. Vì thế, cơ quan soạn thảo đề xuất cần xem xét bãi bỏ quy định này. Tôi thấy bỏ cái này đi là đúng, là bởi vì đó là cái quyền riêng tư, cái cá nhân của họ. Mà đây là một cái giao dịch dịch vụ thì tôi thấy là không cần thiết là phải chụp cái chân dung đó. Bởi vì thông qua cái chứng minh thư, thẻ căn cước là nó thể hiện cái số và nó thể hiện cái nhân thân đó. Nếu cần thì chúng ta có thể tìm ở đó. Tuy nhiên, quy định của cơ quan chức năng buộc thuê bao phải bổ sung ảnh chân dung từng khiến nhiều người dân phải tốn công, mất thời gian đi chụp hình đăng ký, nhưng nay lại chẳng ích gì. Bạn Yến, một người dân sống tại Sài Gòn, bày tỏ bức xúc. Cũng bực á, đâu phải là rảnh rỗi mà chạy tới chạy lui rồi làm lúc còn đông quá. Lúc đó là kiểu như là kêu dạng như đổ xô đi làm, mình phải xếp hàng, phải đứng chờ giữ thời gian mình vô đông nghẹt người, mệt lắm. Nghe bỏ thấy cũng tức cười, kiểu như là dân mình nó quen quá rồi, lật tới lật lui miết rồi kiểu như đi chai á, bất lực á. Nói chung vừa tốn tiền, vừa tốn bạc, vừa phản phí thời gian người khác. Thấy không bị đồng nhất á, ví dụ như đưa ra một cái đề án nào đó thì tất nhiên là mình phải tính tới là nó có khả dụng hay không, ảnh hưởng tới cái người dùng hay không, tại vì bắt nhiều người ta đi chụp hình ở đó, thấy cái đó thì nó không hợp lý. Bắt đề ra cho đã xong thấy không hợp lý cái lại hủy bỏ. Trong thực tế, dự thảo do Bộ Thông tin Truyền thông vừa đưa ra không phải là cá biệt lần đầu tiên một dự luật quy định được đưa ra nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân rồi phải thu hồi. Có thể kể nhiều vụ như quy định từng gây ồn ào trong năm 2013 khi Cục Cảnh sát Giao thông ra công văn 1042 vào ngày 26 tháng 4 cấm người dân ghi hình lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Đi cấp điện thoại đi. Đi làm gì chỉ cần điện thoại như vậy thì ai? Hả? Tuy nhiên tới ngày 23 tháng 8, sau khi bị Bộ Tư pháp kết luận, văn bản này có nhiều điểm không đúng quy định của pháp luật và vượt quá thẩm quyền, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt đã hủy quy định này. Giải thích lý do ban hành rồi lại thu hồi, luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng việc này là do những người đang quản lý trong từng lĩnh vực thiếu hiểu biết nền tảng cơ bản. Tôi cho rằng là cái việc mà quản lý không chỉ riêng đối với lại vấn đề mà bưu chính viễn thông đâu. Nhìn chung nó là như nó thiếu một cái sự hiểu biết nền tảng cơ bản, mà người ta chạy theo cảm tính là nhiều hơn. Cứ mỗi khi họ có cái cảm tính mà suy nghĩ là cái điều gì đó đúng, họ bắt tặng dân là phải theo thực hiện đập khuôn theo cái quy định đó. Chỉ đến khi mà nó cái điều đó nó trải qua một thời gian nhất định thì cái sự trải nghiệm của mọi người nó bắt đầu nó mới rõ ra là cái yêu cầu của họ là nó không có thực tế, nó không có mang ý nghĩa, nó không có cái giá trị gì cả. Vẫn theo luật sư Đặng Đình Mạnh, để giải quyết tình trạng ban hành quy định rồi thu hồi khi bị dân chúng phản ứng mạnh, thì các cấp lãnh đạo cần hiểu biết nền tảng cơ bản để không phải bơi theo những dòng sự kiện, để rồi đẻ ra những quy định không đi vào cuộc sống.
Do biện pháp kiểm duyệt khắc khe của chính phủ Hà Nội, việc truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam là rất khó. Tuy nhiên, đừng lo, tường lửa sẽ không còn là trở ngại. Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.achautuyo.info www.achautuyo.info. Thưa quý vị, tình trạng đàn áp những người bất đồng chính kiến với bloggers, nhà báo độc lập tại Việt Nam ngày càng tăng lên sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 đầu năm 2016. Nhưng mặt khác, Việt Nam lại đang cần một hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu, mà Liên minh này lại thường xuyên nêu lên các vấn đề chuẩn mực về nhân quyền của họ trong các quan hệ ngoại giao. Vậy liệu việc đàn áp nhân quyền tại Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến việc ký kết hiệp định này như thế nào? Và các nhà quan sát nói gì về chuyện này? Phóng viên Kính Hòa tìm hiểu và có bài sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Một trong những người bị bắt bỏ tù vì thành lập tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ là luật sư Nguyễn Văn Đài, hiện đang tị nạn chính trị tại Đức, nói với Đài Á Châu Tự Do. Thì phải nói là cái mức độ vi phạm nhân quyền từ đầu năm 2016 đến nay là hết sức nghiêm trọng. Cho nên là về phía Quốc hội ấy, thì họ sẽ rất là cẩn thận, cân nhắc trong vấn đề thảo luận về cái hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU. Và nếu như Việt Nam không có cải thiện nhân quyền ấy, thì cái số lượng dân biểu Quốc hội của EU đó họ phản đối sẽ rất là tăng. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu và cái chuyện mà có được thông qua tại Quốc hội hay không ấy, thì khó mà nói chưa được. Tuy nhiên, ông Nguyễn Huy Vũ, một chuyên viên kinh tế hiện sống và làm việc tại Na Uy, cho rằng vấn đề nhân quyền sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu. Sau khi một số dân biểu Nghị viện châu Âu gửi bức thư lên Ủy ban châu Âu, bày tỏ sự lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam, ông Nguyễn Huy Vũ nói với Đài Á Châu Tự Do. Nhân quyền cũng có thể dùng như một đòn bẩy chẳng hạn như họ áp lực như Việt Nam để đưa ra một số kẻ tổ, thậm chí là đưa ra một cái những cái điều khoản thương mại là đem lại nhiều lợi ích hơn cho châu Âu chẳng hạn. Và cuối cùng thì Vũ nghĩ là cái chuyện nhân quyền nó không có ảnh hưởng mấy đến cái chuyện là thông qua hiệp định thương mại cả, rồi cuối cùng hiệp định thương mại cũng sẽ sớm muộn sẽ thông qua. Vấn đề nhân quyền bị xem nhẹ trong các quan hệ kinh tế không chỉ đối với trường hợp cộng đồng châu Âu mà còn với các tổ chức kinh tế tài chính quốc tế khác nữa, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên viên về thống kê của Liên Hiệp Quốc, nói với chúng tôi. Các ông ở Việt Nam bắt người này bỏ tù, người kia bỏ tù là đều thì các tổ chức nhân quyền nó lên tiếng thôi, chứ còn IMF, World Bank thì nó vẫn im, nó đâu có nói gì. Nó vẫn nói rằng là Việt Nam phải mở rộng nhân quyền. Nhưng mà nếu mà đàn áp dữ quá thì đến lúc nào đó rồi bị lên án của Liên Hợp Quốc thì có lẽ là các cái tổ chức quốc tế bị bắt buộc phải, trong trường hợp thí dụ như là Myanmar là chấm dứt toàn bộ những cái giúp đỡ của Myanmar cái thời mà quân phiệt nó đàn áp nhân quyền ấy. Việt Nam hiện nay không có tình trạng tệ hại như Myanmar thời quân phiệt. Thậm chí ông Vũ Quang Việt còn nêu ra một số quốc gia đối tác quan trọng của châu Âu mà tình trạng vi phạm nhân quyền còn trầm trọng hơn Việt Nam, như là Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập. Tiến sĩ Vũ Quang Việt nói tiếp. Tôi không nghĩ là cộng đồng Trung Âu châu nó đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu như vậy đó. Và cái vấn đề không chỉ là đối tác thương mại không thôi, mà vấn đề là họ cũng nhìn những vấn đề chính trị khác nữa. Cái vai trò của Việt Nam ở cái khu vực rồi đối phó với Trung Quốc, tất cả những chuyện đó họ cũng phải tính tới cả chứ. Quý khán thính giả có thể sử dụng RFA app để xem trực tiếp những tin tức mới nhất cũng như toàn bộ các chương trình của Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay. Qua đó, quý vị có thể nhận báo tin về các diễn biến mới nhất, cũng như quý vị có thể chia sẻ các tin tức của Đài Á Châu Tự Do với bạn bè và người thân qua các trang mạng xã hội. Xin tải về tại App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự sáng nay ngày 9 tháng 10 năm 2018. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào tối nay lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Phương Anh cầu chúc quý vị một ngày đầy niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.